kinh sách tham khảo. Tham khảo trong Đại Tạng Kinh: 1. Chính Hoa Tập. 2. Chuẩn Đề Tịnh Nghiệp. 3. Hiển Mật Viên Thông. 4. Hiện Quả Tùy Lục. 5. Kê Cổ Lược. 6. Kinh A Hàm. 7. Kinh Bảo Tích. 8. Kinh Bát Sư. 9. Kinh Bát Nhã. 10. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. 11. Kinh Duy Ma. 12. Kinh Đại A Di Đà. 13. Kinh Đề Vị. 14. Kinh Giới Đức Hương. 15. Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên. 16. Kinh Hoa Nghiêm. 17. Kinh Khởi Thế Nhân Bản. 18. Kinh Lăng Nghiêm. 19. Kinh Lâu Tháng Chánh Pháp. Chúng tôi phát hiện An Sĩ Toàn Thư đã có sự nhầm lẫn khi dẫn chú lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, nhưng ghi sai lệch. Thật ra không hề có kinh Lâu Tháng Chánh Pháp như được ghi ở đây, mà chỉ có hai tên kinh khác nhau: Kinh Lâu Tháng hay Kinh Đại Lâu Tháng, và Kinh Chánh Pháp Niệm hay Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. 20. Kinh Liên Hoa Diện. 21. Kinh Ma Gia. 22. Kinh Ma Đăng Nữ. 23. Kinh Mật Nghiêm. 24. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt. 25. Kinh Nguyệt Thượng Nữ. 26. Kinh Bồ Tát Nhật Minh. 27. Kinh Niết Bàn. 28. Kinh Ni Kiền Tử. 29. Kinh Phạm Võng. 30. Kinh Pháp Cú Dụ. 31. Kinh Pháp Hoa. 32. Kinh Phật Bản Hạnh. 33. Kinh Phật Bát Nê Hoàng. 34. Kinh Phổ Diệu. 35. Kinh Quá Khứ Nhân Quả. 36. Kinh Quán Phật Tam Muội. 37. Kinh Tam Giới. 38. Kinh Tăng Hộ. 39. Kinh Tạo Tượng. 40. Kinh Tạp Thí Dụ. 41. Kinh Thập Nhị Nhân Duyên. 42. Kinh Thất Phật Diệt Tội. 43. Kinh Thiền Bí Yếu. 44. Kinh Thiền Yếu A Dục. 45. Kinh Tu Hành Đạo Địa. 46. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. 47. Kinh Ưu Điền Vương. 48. Kinh Ưu Bà Tắc Giới. 49. Kinh Uy Đức Đà La Ni. 50. Kinh Viên Giác. 51. Kinh Sử Thai. 52. Kinh Xuất Diệu. 53. Luận Câu Xá. 54. Luận Du Già. 55. Luận Trí Độ. 56. Pháp Hỷ Chí. 57. Pháp Uyển Châu Lâm. 58. Quán Kinh Sớ Sao. 59. Thích Ca Phổ. 60. Tịnh Độ Văn. 61. Trúc Song Tam Búc. Sách tham khảo của Nho giáo có phụ thêm sách của Đạo giáo: 1. Bắc Sơn Lục. 2. Bắc Sử. 3. Bắc Tề Thư. 4. Bất Khả Bất Khả Lục. 5. Cảm Ứng Thiên Đồ Thuyết. 6. Cảm Ứng Thiên Dược Chú. 7. Cảm Ứng Thiên Quảng Sớ. 8. Cảm Ứng Thiên Tập Giải. 9. Cảm Ứng Thiên Thuyết Định. 10. Chu Thư. 11. Chu Thư Di Ký. 12. Định Các Lục. 13. Dịch Kinh. 14. Dục Hải Thần Chung. 15. Đường Thị Phổ. 16. Đường Thư. 17. Giới Dâm Vận Thuyết. 18.
Hậu Hán Thư, 19, Hoài Nam Tử, 20, Hoàng Minh Thông Kỷ, 21, Khoa Danh Khuyến Giới Lục, 22, La Trạng Nguyên Truyện, 23, Lễ Ký, 24, Liệt Tử, 25, Lương Thư, 26, Mạo Hiến Phó Kỷ Sự, 27, Mao Lộc Môn Tập, 28, Nam Sử, 29, Nam Tề Thư, 30, Ngụy Thư, 31, Nguyên Sử, 32, Quảng Nhân Lục, 33, Quảng Nhân Phẩm, 34, Sử Ký Chính Nghĩa, 35, Tả Truyện, 36, Tam Giáo Bình Tâm Luận, 37, Tấn Thư, 38, Thư Kinh, 39, Tiền Hán Thư, 40, Tiết Nghĩa Truyện, 41, Tống Sử, 42, Tống Thư, 43, Trần Thư, 44, Trang Tử, 45, Tri Phi Tập, 46, Trịnh Cảnh Trọng Tập, 47, Trương Tử Ngữ Lục, 48, Tứ Thư, 49, Tục Bút Thừa, 50, Tùy Thư, 51, Văn Hiến Thông Khảo, 52, Văn Xương Bảo Huấn, 53, Văn Xương Hóa Thư, 54, Ý Hành Lục.
nào.